Vì sao bạn không có huy chương của marathon? Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng cái lý do mà ngày hôm nay các bạn không có huy chương marathon nào cả là vì bạn đã không tham gia vào trò chơi đó. Bạn không có cái gì đó trong cuộc đời này là vì bạn đã không tham gia để giành lấy nó. Bạn không có cái huy chương marathon nào cả vì bạn không tham gia vào trò chơi chạy bộ. Bạn không bán được hàng vì bạn không tham gia vào trò chơi bán hàng. Và tất cả trong cuộc sống này, chúng ta không thể có cái thứ mà chúng ta không làm. Và nên nếu như ngày hôm nay các bạn không có một cái điều gì đó thì hãy hỏi mình đã làm để có điều đó hay chưa.